Bữa nay mi coi cái ớt lại thì cái cây này thì nó còn khỏe bình thường, lá đều đẹp, nhưng mà cây bên này mình nhìn thì thường thường các bạn khi mà mình thấy lá lủng là mình phải coi, nhiều khi nó bị sâu nằm ở dưới cái lá thì mình không có thấy nè. Rồi nếu mà không thấy gì hết thì nó trốn ở dưới đây nè, tới tối cái nhiều khi nó bò lên nó ăn có ánh sáng nó chạy trốn. Cái cây bên này vẫn bị luôn nè. Một là mình lấy cái bột quế để mi đưa cho các bạn xem, thì ở nhà mi làm như vậy. Đây là cái bột quế thì thường thường mình rắc xuống cái đây cũng được nữa, nhưng bây giờ mình rắc cho các bạn xem. Cái này thì nó không có hại gì hết á, mình rắc vậy nè thì nó nghe mùi kiến hoặc là có những cái con sâu bọ rồi đó nó cũng bỏ đi, hoặc là con snail là con ốc rồi đó là nó cũng bỏ đi nữa. Một quế cây người ta xay ra đó, cinnamon ha. Cái này mi mua ở Costco á, hoặc là còn cái này cũng được. Cái này không biết bên Việt Nam mình có bán không, nhưng mà cái này là option sauce. Thì cái này vừa rồi mi có chia sẻ với các bạn, khi mà cái cây ớt này của mình mà không có chịu ra trái á, mà khoảng 2 tháng trở lên rồi á, thì mình cũng cho chút ít dinh dưỡng của cái này nữa. Thì cái này nó vừa là dinh dưỡng mà cũng là một cái loại giống như sát trùng vậy đó. Cái này là để cho ông xã mi ngâm cái chân khi nào mà ổng bị cắt cái kia bằng inronel, cái cắt cái khóe đó, thì mình cho cái muối này vô. Hồi này không phải muối bình thường nha các bạn, này không phải muối ăn mà cái này là muối kia bằng muối y tế, để cho mình ngâm cái nước vô thì mình tắm mình cũng hay để cái này vô để cho nó sạch da rồi vậy đó. Thì cái này mình rắc vô đây cũng được nữa. Thì bữa nay mi làm luôn cho các bạn xem. Thường thường thì mi cũng rắc bột quế vậy là xong cũng được, còn không thì mình rắc tí xíu vậy, mình có thể rắc trên mặt vậy cũng được ha. Mình rắc chừng 1 muỗng cà phê thôi cho một cây về được rồi, đừng nhiều quá cũng không có cần thiết đó. Hoặc là mình cho vô đây. Còn nếu như mà mình thấy ở trên lá vậy nè mà nó có luôn á, thì mình cho vô cái bình như vậy nè. Để mình lấy cái bình. Thường thường thì thí dụ như mi cho là khoảng 1 muỗng cà phê thôi, thì cho 2,5 lít nước. Nói chung mình phỏng chừng thôi chứ không có cần thiết phải đúng. Thì cái này nói chung khoảng trên 1 muỗng cà phê á, cái này là khoảng 1,5 muỗng cà phê cũng được, lỡ dư chút cũng không có sao hết các bạn. Thì mình cho khoảng 2 lít nước, thì cái này nó hơn 2 lít nước. Xong rồi cái mình lắc nhẹ vậy nè ha, lắc cho nó tan cái này ra. Xong cái mình tưới lên đây nè, mình tưới cái mình rửa cái đây nè, mình rửa cái lá nó. Thì cũng là một cách mà mình cho nó tránh được sâu á. Mà cái này giống như mình nói là sát trùng lá, nhưng mà nó không có mạnh đủ để cho nó hại cái cây, mà nó làm cho cái đất nó giống như nó sạch vậy đó. Thì nếu các bạn làm cái nào một cái thôi, ví dụ như nếu mà mình làm bột quế thì mình không có cần làm cái muối này ha, cái nào một thứ thôi cũng được. Nhưng mà hôm nay mình cho các bạn xem 2 thứ, cho nên mình làm 2 thứ chứ cũng không sao hết, tại mấy cái này tự nhiên không à, mà nó cũng không có ảnh hưởng tới cây á. Đó, mình lấy cái để lên mình rửa cái lá, rửa cái đọt đồ luôn. Mình rưới lên đại như vậy nè, mình rưới nhẹ nhẹ rồi mình cứ, cái cây kia bệnh thì mình sợ cái cây này bị luôn á, cho nên mình làm luôn. Thì cái này nó không có hại cây mà nó cũng rất là nhẹ nha, cho nên nhiều khi á, mình bị mà sâu nhiều quá đó, cái này làm không có hết. Mình phải làm bằng tỏi, ớt với hành. Nhiều khi mạnh quá mình phải cho chút xíu giấm vô nữa. đi làm xong giờ chiều nè ha, cái mình làm xong cái mình để ngày mai sáng thì mình tưới nước lại sơ. Cái này thì thường thường nếu mà mình không có sâu gì hết á, thì mình để khoảng chừng 3-4 tuần á, mình rắc chút xíu với cái đất á, thì mới tránh sâu. Thì mình cũng làm tránh bằng cái này, hoặc là rắc cái này thì khi nào nhớ thì rắc 2-3 tuần, 1 tuần mình rắc cũng được nữa các bạn. Rắc chút chút cho nó có cái mùi vậy đó. Rồi cái mình tưới nước thì nhiều khi nó cũng còn nằm dưới đây nè, nhưng mà nó cũng tránh được những cái sâu. Cho nên nhiều khi mi trồng ít có bị sâu á, là cũng nhờ cái bột quế này nè, nó cái mùi nó làm cho đuổi đi. Còn cái này thì cũng được nữa, mà cái này thì mi thấy nó nhẹ hơn cái quế. Cái quế thì thấy hay lắm, cái này đuổi những con giống như nhiều khi con sóc, con thỏ đâu đó. Mi có người quen ở tiểu bang khác đó, thì người ta đuổi bằng cái cách này nè, hoặc là trà, bịch trà đó mình đổ lên cái cây này nè, cũng tránh được sâu bọ. Rồi những cái con này kia nó nghe cái mùi trà cà phê nó cũng không có đến, mà mình ngừa được sâu luôn. Nhưng mà thường thường thì cái muối này á, lúc nào ai mình nghĩ các bạn thì đều có trong nhà, cho nên thì mình cũng làm dễ. Thì nó cũng là một cái loại mà cái cây mà thiếu những cái khoáng chất magnesium thì mình cũng làm được cái cho cái cây mình luôn. Mình bổ sung cái chất dinh dưỡng cho cái cây mình, mà nó cũng ngừa được sâu bọ, thì mình cũng làm cái này thì cũng được ha. Thì đó, khi mà sau khi mình đã rửa những cái lá xong rồi, mình không có cần phải rửa nước lại nha, mình để vậy luôn để cho nó sạch á. Rồi đó, rồi cái ngày mai mình mới tưới nước lại bình thường. Thì nếu mà cái nước này á bình thường mà mình không có rảnh bỏ vô đây thì mình cứ rắc đại dưới đất ha các bạn, thì nó cũng được, chứ nó không có cần phải lúc nào mình cũng phải có cái bình về, không có cần thiết nha. Còn những cái cây mà không có bệnh nấm á, ví dụ như cây chưa có bị gì hết, thì các bạn tưới cái này lên thì vẫn được luôn. Mình cũng tưới chút chút như vậy cũng được nữa. Nếu mà mình làm nó dư á, mình pha nó dư thì mình vẫn tưới được. Hoặc là nếu mình để đó qua ngày mai mình tưới nữa cũng được nữa. Nói chung thấy cái này giống như nước thường, nó có một chút xíu giống như sát trùng nhẹ nhẹ vậy thôi, chứ nó không có gì hết. Nói sát trùng thì cũng không đúng, nhưng mà nói chung là nó làm cho lúc mà ông xã mi ngâm vết thương á, thì bác sĩ nói là nó làm cho cái vết thương của mình nó không có bị nhiễm trùng á. Khi mà mình ngâm với cái này, mình bỏ một chút này với bỏ vô cái chậu nước ấm, xong rồi mình bỏ cái chân mình vô mình ngâm. Cái chân cắt khóe ngâm, nhưng mà chân kia thì cũng ngâm luôn. Cái này các bạn mua ở 99 cent á, thì nó có 1 đồng, bịch cũng có nha, bịch nhỏ nhỏ hơn. Còn mua ở Walmart hay Target đều có hết. Nói chung cái CVS hay là Walgreens, chỗ nào bán mà về thuốc rồi đó là có cái này hết à. Rất là dễ tìm ha. Thì mi nói cho bạn nào không biết á, tại vì cái này nó rất là thông dụng trong nhà của mình xài á. Các bạn cũng lưu ý, mặc dù là nó cũng thấy không có hại gì hết, nhưng mà trước khi các bạn làm trên cái cây của mình thì mình cũng thử ít trước, rồi từ từ nếu mà mình thấy được thì mình làm thêm nhiều giống như mi nha. Mình để như vậy thì cây của mình sẽ được tốt hơn. Nếu như những cây nhiều khi rất là nhạy cảm. Nói chung thì cái này thì mi làm cho những cái cây rau ở nhà là được hết, mà thấy nó cũng tránh được sâu bọ. Nhưng mà nếu như mà nhiều quá thì mình mới đổi qua cái cách mà mình làm tỏi với ớt. Còn nếu mà nhiều hơn nữa mà mình không có tránh được thì mình mới thêm xà bông hoặc là giấm, nhưng mà cho với cái lượng rất là ít luôn nha các bạn. Thì hy vọng là các bạn sẽ làm được thành công, tránh được sâu bọ. Mi chia sẻ thêm về công dụng của cái muối này. Thì cái muối này đó, nó còn làm cho mình giảm đau khi mà ngâm chân vô nước á các bạn. Thì nói chung những cái bệnh về chân giống như nấm móng chân hay là nhiễm trùng cái da của mình bị mồ hôi chân nhiều, hoặc là đang bị viêm thì nó cũng làm giảm. Hoặc là mình ngâm vô bồn tắm thì mình để muối này vô, nó cũng làm cho mình giảm được stress, giảm được căng thẳng, làm cho thần kinh của mình êm dịu lại bớt vậy đó các bạn. Cái cảm giác mình thấy vậy, rồi mình tẩy đi những cái tế bào chết. Và khi mà mình ngâm vô cái chân vô nước ấm á, thì thường là mình để khoảng nửa chén, mình ngâm vô khoảng 4 lít nước, ngâm vô nước ấm và để khoảng chừng nửa tiếng 40 phút như vậy là xong rồi đó các bạn. Và một tuần thì hồi đó ông xã My làm một tuần khoảng 2 lần. Thì My có chia sẻ với các bạn về cách tránh sâu bọ tự nhiên rồi, thì bạn nào chưa biết cách thì mình xem lại video đó ha. Cũng có những cách mà mình làm rất là đơn giản nhưng mà cũng tránh được sâu bọ. Chúc các bạn luôn vui khỏe. My hẹn các bạn ở nhiều video khác nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.